Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ đê biển Gò Công. Cái này là của xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở còn phía bên phải mình là bãi rác Kiển Phước nha. Gần như là huyện Gò Công Đông thì bãi rác thì nó ra đây hết trơn rồi. Bãi rác thì nằm sát biển luôn. Cái này nếu các bạn đi ngược dẫn sau lưng mình thì đi về biển Gạch Bùng hoặc là biển Tân Thành, biển Tân Điền đó. Còn đây cái hướng này mình đang đi là đi về thị trấn Nhàm Láng nha. Chỗ này thì nước nó đen kịnh mà nó bốc mùi kinh khủng lắm. Nó nhờ cái bãi rác này nè nên mấy bạn đi dạo dọc biển Gò Công đó là mấy bạn thấy rác nó nằm dọc bờ kè rất là nhiều luôn. Còn cái dạng mà xã ở bên trái mình thì khỏi nói rồi, đi đâu là chỗ nào trống trống là đều có hết trơn à. Chỗ nào mà người ta có kinh doanh buôn bán thì người ta quét dọn nó đỡ đỡ. Ở đây nếu bạn quyền phải cái hướng ra bãi rác nha. Vòng vòng ở đây mình thấy cái rừng ngập mặn có một số cây thì làm như bị ô nhiễm quá là nó chết ngắt luôn cũng có nữa. Thường thường thì dọc bờ biển khúc này nè mấy bạn sẽ gặp mấy cây đước hoặc là cây mắm đâu, bần đâu, hoặc là dừa nước đâu. Còn bên trái mình thì mình thấy người ta đang làm mấy cái vuông tôm nè. Khúc này thì mình thấy nuôi tôm với nuôi hải sản đồ, nuôi trồng thủy sản đồ rất là nhiều nhé. Đặc biệt là cái hướng đi về Dầm Láng á. Cái bãi rác này thì mình thấy nó cũng gần ngay chỗ cánh đồng diều nữa. Nếu mà từ cánh đồng diều mà chạy ra đây thì chắc chừng cây cây mấy à. Ở cái hướng này mình chạy nó hơi bị chói nắng tí nha. Nhưng mà thấy mấy cái hồ mà nước không đó, thường là nuôi tôm và nuôi cá đâu không à. Cái này mình đi tới ngang chỗ cống tưới rạch xéo này. Thôi cái tên này nó hơi khó đọc nha. Cái đường này mình đi thì nó là giống như nguyên một cái đường đê vậy. Nâng rất là cao luôn. Mấy cái nhà bên trái mình mà thấy nó thường thường là nó gần bằng nóc nhà ta này. Còn bên phải thì những cái nào mà mới cất sao đó thì cái này người ta đổ cái nền phải rất là cao. Nó vòng vòng ở đây toàn là mấy cái ao hồ không à. Chứ thường thường mình thấy có trồng thì hay gặp trồng lúa. Nhưng mà vô mùa này thì gần như là người ta thu hoạch hết trơn rồi. Giờ còn toàn là ba cái gơm rạ hoặc là trồng cỏ đâu mà. Thấy có trồng gan trái nữa. Thường hay gặp trồng dừa lắm. Nhưng mà dừa ở đây mình thấy làm như là cũng không có được tốt lắm. Ở cái hướng này mình chạy nó bị ngược sáng nha. Bởi vì nó sẽ khá là tối với nó chói nữa. Hồi nãy mình chạy cái đường đê thì nó thuận. Này gán qua khúc cua này hồi nó sẽ bớt đây. Tại vì cái đường này thì nó cong giống như là hình chữ Z vậy. Nè, bên trái mình cũng ao hồ không à. Bên phải thì cũng có nhưng mà không bằng. Nó còn ba cái cỏ làm như là nó bị thiếu nước hay sao. Nó chết cháy quá trời luôn. Nó nước thì quá trời luôn nha. Nhưng mà toàn là nước mặn không à. Ở khu vực Gò Công thì gần như là mặn quanh năm. Ở chợ gạo thì cũng hên xui nữa. Khi nào mà gió chướng nhiều đó hoặc là vô mùa khô nha, thì cũng bị mặn đó. Hổm gài là ở dưới mình là mặn là lên tới chợ Lách rồi. Khúc ở trên mình nghe chỗ cầu Gạch Miễu thì cũng mặn nhưng mà cũng đỡ đỡ. Nước thì vẫn còn xài được. Tưới cây thì tưới ít thôi chứ không tưới nhiều quá được. Nó bên trái mình toàn là cây gừng đúng không ạ. Còn bên phải thì ba cái cỏ nó che hết trơn này. Ở khúc này gần như là không thấy nhà cửa gì nha. Lâu lâu thì có gặp một hai căn mà nằm tuốt phía sau á. Ở đây mình thấy đi chợ thì chắc có chỉ có đi lên cái chỗ thị trấn Nhàm Láng thôi chứ vòng vòng đây đâu thấy cái chợ nào đâu. Bên trái mình có cái chỗ du lịch sinh thái nữa nè. Ở nhà cửa ở đây thì đa phần là nhà tường không nhá. Bên phải mình cũng có mấy cái hồ nè, mà không biết nuôi cái gì à. Thường thường thì nuôi tôm mình thấy chạy oxy mà cái này không thấy có chạy. Nó bên trái mình thì nó là nguyên một cái con kinh. Nó có cái đường dọc bên trái nữa.
nhưng mà cái đường nó làm như là đường cũ mà vậy, nó hấp hơn cái đường D mình đang chạy. Nó còn dọc dọc thì hay gặp ba cái xua đũa lắm. Mình tính quẹo qua đường bên trái nhưng mà chạy lên chút xíu nữa thì nó cũng hết đường rồi. Ở đây có trồng dừa đó nè. Trồng dừa dọc bờ ao mà thấy toàn dừa nhỏ nhỏ mà. Lâu lâu mình thấy người ta cũng có trồng mít nữa nha. Mà cái dạng cũng mới trồng mà. Còn chuối thì gần như là chỗ nào có trồng cây ăn trái là hay xen nó vô lắm. Ở phía bên Bến Tre thì mình thấy người ta hay trồng xoài lắm, dọc biển á. Còn ở đây sao không gặp? Hoặc là trồng ở đây thì thấy lâu lâu cũng có gặp trồng dưa hấu hoặc là trồng rau màu đó, nhưng mà cũng ít. Gần như là cái khúc giáp biển thì mình thấy người ta đào ao nuôi tôm cá là nhiều. À đây mình thấy nãy có thanh long nữa nha. Thanh long mình dắt được một hai hộ nha, chứ không nhiều. Cái đường này khá là vắng nên mình chạy lẹ chút nha. Như nó bị chói nắng đó, nhìn cũng không thấy được gì rõ nữa. Có chạy cái đường phía bên trái mình á, thì đường đó thì nhà cửa nhiều với có cây rồi nó che nó cũng đỡ đỡ. Còn cái chỗ này của mình thì trống lỏng mà. Nó này là trực diện mặt trời luôn. Nên khúc này bên trái mình thấy trồng cỏ với trồng chuối khá là nhiều nè. Rồi qua cái khu này chắc đỡ đỡ được chút rồi. Ruộng lúa ở đây thì gần như là thu hoạch hết rồi nha. Nãy giờ mình thấy toàn là gốc không à. Hồi chạy trên khu vực chợ gạo xuống thì mình thấy trên chợ gạo thì còn một ít. Chứ còn đi xuống Gò Công nãy giờ thấy gần như là cắt hết trơn này. Với dọc lộ mình thấy xua đũa khá là nhiều. Với trồng cỏ. Thường thường mấy cái đó thì người ta hay nuôi bò nuôi dê đâu. Nói nhà cửa thì cái dãy bên trái mình khá là nhiều nha, còn bên phải thì cũng đác đác nè. Nó gần như là đâu có gặp quán xá gì đâu. Hồi nãy giờ nếu tính ra chắc gặp được có cái tiệm tạp hóa ngay chỗ cái cống. Với kế bên nữa có cái chỗ du lịch sinh thái, còn mấy khúc này thấy đâu có buôn bán gì đâu. Là cái đường này bạn quẹo trái thì cái hướng đi ra dọc bờ kinh phía bên trái mình đó nha. Nên nãy mình thấy có chút xíu nên mình không có quẹo qua đó. Khúc này kéo dài đường khúc nữa nè. Nó lên đây thì nhà cửa nó đông đông dần. Chỉ mình thấy lên khúc ở chỗ thì đó nhầm láng thì nhà mới đông quá. Chứ còn khúc này thì có nhưng mà cũng tạm được à. Đỡ hơn khúc sau lưng mình nãy. Có nhà tường không nha. Này là nhà kiểu chữ L không mà. Nó đổ máng xói phía trước. Có nhà mình thấy cũng mới cất nữa, còn mới to nè. Bên phải mình mới phá đất nè, không biết cái này xây cất cái gì nữa. Chỗ này có bán quán nè, mà giờ cũng đâu khách khứa gì đâu. Mình thấy những cái quán mà dọc đường như nè, nếu mà bán thì mình nghĩ chắc bán được thứ bảy chủ nhật đó, còn không thì mấy ngày lễ đâu, tại vì mấy ngày đó có khách du lịch người ta đi lại khu vực này đó, chứ còn ngày thường thì dân địa phương thì cũng đâu có bao nhiêu người đâu. Có điều cái đường rải nhựa chạy rất là đã luôn nha. Những cái bờ đê này mình thấy nó kéo dài lên tới thị trấn Nhàm Láng luôn á. Có điều bây giờ đi thì chỗ nào trống trống thì hay gặp rác quá trời luôn. Với gặp rác ngay chỗ biển Tân Thành với biển Tân Điền nó lấy thất bại rồi. Làm du lịch mà thấy rác chỗ đó thì đâu có bao nhiêu người ta đi tắm biển được đâu. Mình đi ngắm cảnh mà mình thấy cũng nhức căng rồi. Bên phải mình ta làm cái giàn cung này. Mà không biết trồng cái gì, mình thấy cái cây chút xíu mình thấy cũng không rõ nữa. Nó lên khúc này thấy có sinh khí hơn rồi nha. Có nhà cửa quán xá đâu nhiều, cây cối rồi nó cũng xanh ở cái khúc sau lưng mình đó.
nó qua cái khúc cua này nên hình nó sẽ sáng sáng được tí. Rồi bên ngoài mình thì tàu biển đậu quá trời luôn. Ngay chỗ cái cống này thì cũng rác không, nó bên phải mình qua trời luôn. Mấy cái đường bên phải, nếu mấy bạn quẹo phải thì cái hướng đi ra ngoài bãi biển ấy nha, đi ra ngoài bờ biển á. Rồi bên phải mình có cái chỗ doanh nghiệp chế biến thủy hải sản nè, nó nhìn khá là lớn luôn. Nhưng mà ở trong cho mình thấy người ta trồng cây kiển khá là nhiều á, làm như đổi nghề hay sao. Thị trấn Nhầm Lán thường thường thì nổi tiếng là đánh bắt thủy hải sản hoặc là nuôi trồng, còn không nữa thì làm khô nha. Các bạn nào mà có mua khô thì mua mắm thôi, hay là khu vực này nè, thường thường là khô là nhiều. Chạy tới đó là mấy bạn nghe cái mùi cá kinh khủng lắm. Nào phía bên phải mình có cái quán cà phê rất là mát luôn nè. Này mình ra ngoài lộ lớn rồi. Cái này nếu mấy bạn quẹo trái thì cái hướng chạy về chợ Kiển Phước nha, hoặc là đi về thị xã Gò Công á. Hồi mình về mình sẽ đi cái đường bên trái mình, nhưng mà do nó bị ngược sáng đi nên mình không có quay được cái đoạn đó. Bữa nay mình chỉ quay tới thị trấn Dầm Láng rồi mình về luôn nè. Chứ còn nếu mà từ Dầm Láng mà chạy ngược lên thị xã thì chạy cũng được đó, nhưng mà có điều đi cái giờ này thì nó sẽ bị chói nắng. Nó này lên khúc thị trấn này nha. Mình coi trên wiki thì thị trấn Dầm Láng thì nó lên hồi năm 2010. Mình nhớ lúc trước thì mình đi trước đó thì như là chưa có lên thị trấn, lúc trước thì nó chỉ còn cái chợ thôi mà. Nay thì lên đi thì thấy nó lạ quá rồi, nay cũng mười mấy năm mình mới quay lại đây. Nói là thị trấn chứ mình thấy thật sự thì nhà cửa có đông, mà chủ yếu là dọc hai bên lộ với ngang chỗ cái khúc chợ đấy. Chứ còn thấy phía sau nè, toàn đất trống không mà. Lúc này đi hay gặp thả diều lắm nha, đặc biệt là mấy bạn trẻ hay đi thả diều lắm. Thường mình thấy vô mùa nước mặn là thả diều nhiều lắm. Gió chướng, gió cái hướng từ cửa biển thổi vô đó, làm triều cường nó tăng cao. Thường thường thì mình thấy qua Tết là có gió chướng là hay bị mặn nha. Ví dụ như gió hồi ít thì đỡ đỡ nha, còn mà đi ra mà thấy thả diều mà đặt rọt luôn là mặn chát luôn. Nhưng mà hai bên thì quán xá rất là nhiều, nhưng mà gần như là cũng không được bao nhiêu khách đó. Có điều thì cái đường thì mình thấy làm vỉa hè, làm cống rồi hết trơn rồi. Nó vô thị trấn mình thấy gần như là chỉ có một cái trục này là trục chính thôi. Nếu bạn chạy ra khúc mà ngay chỗ chợ đó thì nó sẽ đỡ đỡ đường tí. Chứ còn ở đây mình thấy quán này gần như là mở ra nhưng mà đâu thấy được bao nhiêu khách. Là đi được mấy người này. Mình coi bản đồ mình thấy hướng bên trái thị trấn Dầm Lán ở bên trái mình nè, thì mình thấy có cái cụm công nghiệp Gia Thuận nữa. Cụm công nghiệp này thì nó mới thành lập thời gian gần đây này, chắc cũng được mấy năm rồi, chứ lúc trước mình xuống thì mình chưa thấy có nó. Nhưng mà bữa nay mình chỉ đi lại thị trấn thôi nha, chứ mình không có vòng lại cụm công nghiệp đó. Bữa nào có rảnh thì mình sẽ chạy lại đó sau. Mình thấy ở dưới quê mà chỗ nào mà có mấy cái khu công nghiệp á thì đời sống người dân sẽ đỡ đỡ đường tí. Bây giờ mình thấy đa phần mấy bạn trẻ ta lũ vô khu nghiệp ta làm không à, ít có ai mà ở nhà mà chịu làm nông hoặc là nuôi trồng thủy hải sản hoặc là đi biển. Rồi người cực chẳng đã thì mới đi thôi, còn nếu mà có cái sự lựa chọn tốt hơn thì người ta đi thành phố, còn không vô khu nghiệp làm. Nhưng mà mình thấy khu công nghiệp mà làm thời gian thường thường mấy cái chỗ vòng vòng đó là nó hay bị ô nhiễm lắm. Thường thường là vấn đề nước thải á, hoặc là với xử lý rác luôn. Là đi ngang một thời gian là nó sẽ bốc mùi à. Không biết khu công nghiệp này sao nữa. Thấy được có một ít công ty à. Đó khúc này thì nhà cửa rất là nhiều nha.
Nó không riêng gì là sát mặt lộ, nó ở phía sau mình thấy cũng chật cứng luôn á. Mấy bạn mà nếu mà có bạn nào muốn đi Cần Giờ đó thì đi lại những chỗ thị trấn Dầm Láng nè, thì nó cũng sẽ có đò đi qua Cần Giờ nữa nha. Còn không thì đi Vũng Tàu cũng như nữa. Đi Vũng Tàu thì nó cũng gần xịt nè, qua Cần Giờ là tới Vũng Tàu rồi. Nếu mà bắt cây cầu mình thấy đi rất là tiện luôn á. Có điều nếu mà đi lên Sài Gòn rồi mới vòng qua Vũng Tàu thì nó quýnh nguyên một cái chữ U rất là xa. Ở đây mình thấy đi thẳng là rất là tiện luôn. Coi trên Google Maps thì người ta nói đi khoảng chừng 3 tiếng là tới à. Để bữa nào mình có đi Vũng Tàu thử thì mình sẽ đi cái đường này. Nhưng mà coi thì người ta nói là buổi sáng thì chỉ có chạy lúc 9 giờ nha. Chỗ này ngang chỗ bến xe Dầm Láng. Là chi phí là khoảng 120 hay 130 về một người. Tính luôn xe. Đò này thì mình chưa có đi nhưng mà kỳ đó thì cháu kế bên nhà mình nó giới thiệu đi cũng được lắm. Chứ bây giờ mà đi từ cầu Rạch Miễu mình mà chạy ra Vũng Tàu thì đi qua rất là nhiều cái chốt giao thông mà sơ sẩy cái là gãy càng liền. Còn đi đường biển gì mình thấy nó khỏe hơn, lên thì nằm khỏe đó ngủ đây, tới chỗ mình lên đây còn xuyên xuyên thì ngắm cảnh biển. Có điều thì bạn nào say sóng thì đi về hơi cẩn thận tí nha. Nói giờ này thì mình thấy có những cái quán người ta dọn ra để người ta bán thức ăn chiều nè, thường cơm hoặc là hủ tiếu nè. Nhưng mà mình nghĩ bán này chắc dân địa phương thôi mà, chứ người lạ thì đâu có là ai lại đây. Đường này gần như là đường cùng rồi. Ví dụ nhiều khi mối lái người ta đi mua tôm cá hoặc là đi mua khô rồi thôi. Nhưng mà mình thấy giờ này đi mua thì người ta cũng không cần phải lại tới chỗ nữa. Người ta chỉ cần alo cái là ở đây người ta gửi xe lên rồi. Rất là tiện luôn. Chứ không phải là đi lấy hàng như ngày xưa. Nhưng mà thấy mấy cái chỗ mà trống trống rồi giờ cũng rác rồi. Không đi nhà thị trấn đi nữa, mình thấy mấy cái chỗ khác cũng vậy đó. Chỗ nào mà có người ở, có buôn bán thì nó sẽ đỡ đỡ, có quét dọn được. Còn thông thường là mấy cái chỗ mà cỏ cây đất trống là lâu lâu là nó thành một cái bãi rác mini là bình thường. Nhà bên trái có cái biệt thự rất là bự luôn đó nè. Bây giờ mấy cái biệt thự kiểu châu Âu này hay gặp lắm. Còn sát bên đó là nhà núi Yến nha. Đi ra dọc biển là hay gặp nhà núi Yến lắm. Ở đây nếu bạn hiểu trái cái hướng đi về khu công nghiệp Gia Thuận nè. Này có cái cổng nè. Thấy vậy chứ chạy cũng khá là xa. Nó qua khúc này là tới chợ Dầm Láng rồi. Thường mấy bạn thấy mà có Bách Hóa Xanh rồi đó, hoặc là Thế Giới Di Động rồi đó. Bạn thường mấy cái đó là nó nằm hay gần sát chợ lắm. Đó là lời khúc này thì quán xá nó sẽ sơm tụ hơn nha. Nó chợ Dầm Láng thì mình thấy nó nằm cái vị trí rất là thuận tiện luôn. Nó vừa nằm sát biển mà lại nằm đầu cửa sông nữa. Là ngay chỗ sông Sòi Rạp á. Còn không nếu mà bạn đi về Sài Gòn thì đi cũng tiện nữa. Có điều thì khu vực này thì không có cầu đường gì hết, đi thì chủ yếu là đi bằng đường thủy thôi. Ở đây mà nếu mà tương lai mà có bắt một cái cầu qua Cần Giờ cái là mình đi Vũng Tàu rồi cũng tiện nữa. Chứ bây giờ mà nếu mà đi đò thì nó cũng 3 4 tiếng đồng hồ rồi. Nó vô khúc chợ rồi nha. Các bạn thấy quán bán rất là nhiều. Giờ này chủ yếu mình thấy bán ăn uống đó mà. Chỉ là quán ăn á. Quán nước thì cũng có nhưng mà cũng lác đác à. Có một số quán hiện giờ nó mới bắt đầu dọn ra thôi.
những cái thị trấn như vậy mấy bạn có đi thì đi buổi sáng á, buổi sáng nó sẽ sum tụ hơn, chứ còn mà đi buổi chiều như mình thì cũng thấy gầu lắm. Buổi chiều mà nếu mà đi mà ngay giờ mà đưa rước học sinh á, hoặc là giờ công nhân đồ tan ca về đó, thì nó sẽ nhộn nhịp được chút xíu. Còn không thì mối lái người ta lại người ta lấy hàng rồi thì nó cũng đỡ đỡ được tí. Nó cái nhà lồng chợ nằm hướng bên trái mình đó nha. Còn cái cảng cá thì nó nằm sát bờ biển luôn rồi. Chạy chút xíu như thế. Là qua cái cua nằm hướng bên trái có cái chợ này. Nó nhìn vô trong thì nó hơi tối nha. Giờ này thì người ta dọn cái vườn hết rồi. Giờ chủ yếu là còn bán thức ăn ở phía ngoài. Ở trong thấy có một số bán rau củ à. Còn ngoài đây thì bán cá, bán khô, bán trái cây rồi. Ở mấy cái sạp bên phải mình thường là mấy sạp khô nha. Nếu bạn nào mà nghĩ mà đi ở đây mà mua khô mà giá rẻ thì nhiều khi cũng hên xui nữa. Các bạn muốn mua giá rẻ thì mấy bạn mới biết chỗ. Chứ còn mà thấy chỗ nào bán thì cứ lũi vô thì chưa chắc nữa. Tại vì mình thấy người bán thì nhiều khi người ta cũng coi mặt nữa. Ví dụ như người quen người ta bán giá khác, còn người lạ lạ, hoặc là nhiều khi thấy biển số xe mà lạ lạ đó, người ta cũng bán giá khác nữa. Rồi, phía bên trái mình chỗ này những cái rạp đám cưới người ta mới dựng. Ở dưới người ta phơi khô dọc dọc lộ cũng nhiều lắm nha. Đi vô thị trấn là bắt đầu là nghe cái mùi cá rồi. Còn lại khu vực này là nghe cái mùi rất là nồng luôn á. Là còn trước mặt mình đó là cảng cá Dàm Láng. Có giờ người ta đang đổ qua cái cá thép lên là thấy quá trời luôn. Và chị này kinh con cá này giống hình như cá ngát hay nhỉ, nhìn thấy khá giống là cá ngát này. Con này chắc cũng cả ký quá, nó nhìn thấy cái là thèm nó cũng chua à. Nên mình chạy rộng ở đây rồi mình bọc ra ngay chỗ cái cảng cá nha. Ra đây thì nghe cái mùi khá là khó chịu. Cách đây hơn mười mấy năm thì mình cũng ra đây một lần rồi. Kỳ đó ra thì nhìn dưới sông thì nước nó đen kịt nè. Bữa nay thì thấy cũng không có thay đổi gì hết. Thậm chí là mình thấy nó còn dữ hơn nữa. Thì mình dòng ra phía này. Nếu mình thấy người ta ghim mấy cái cần xé ở dưới tàu lên á. Cái đổ ra đó là thấy mấy con thép nhỏ nhỏ hoặc là tôm cá đâu cái người ta lựa ra này giống như mấy con vuốt hay sao á, mình thì không có rành mấy cái này lắm. Lựa cá ra cá, tép ra tép, tôm ra tôm, mà thường là cá nhỏ nhỏ không à, chứ cá bự thấy cũng hiếm lắm. Nó mạnh hay thấy ngồi lựa. Nó còn bên trái mình thì tàu biển rất là nhiều nhá, tàu nhỏ không à, nó cứ đổ dưới đất gì rồi lửa này. Này dưới xi măng nhé. Nó nhìn này rất là nhộn nhịp đó nha. Thường thường ở biển thì ít có ai trắng lắm. Bạn thấy ai mà trắng trắng là thường thường là bà chủ hoặc là ông chủ. Nó cá tôm mà nhìn thấy tươi trong hết trơn à. Có điều thấy nhỏ nhỏ mà ít khi nào thấy cá tôm bự lắm. Làm như cá tôm bự người ta lựa rồi hay sao, còn này giống như đồ vẹt nữa, đây một đống cá luôn. Đó mày nhìn rất là đã luôn nha. Có điều về phải rửa lại cho kỹ. Nhiều khi mấy bạn thích ăn một cái món gì đó thì mấy bạn cũng đừng có tìm hiểu về cái nguồn gốc nó quá sâu xa, tìm hiểu cái cách chế biến hoặc là cái nguồn gốc nó xong rồi nhiều khi cái bạn không có thèm cái món đó nữa. Rồi clip mình kết thúc tại đây, chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.